chào các bạn đến với kênh Miền Núi. Hôm nay kênh Miền Núi xin giới thiệu các bạn một món ăn rất là dân dã các bạn. Mình sẽ sang nhà ông anh hàng xóm, mình sẽ hái một loại rau. Đây các bạn, rau này là gọi là rau má kiển các bạn. Một số nơi người ta gọi là cỏ đồng tiền các bạn nha. Đây, mình sẽ xin hái ít, tí nữa mình đem về mình sẽ trộn gỏi cùng với da heo. Bây giờ mình sẽ hái các bạn. Mình cũng xin nói trước các bạn mà món rau trộn này mình làm theo cách của mình các bạn. Còn các bạn thấy cách của các bạn làm sao hợp lý thì các bạn cứ làm nha. Đây là theo cách của mình. Vườn trồng rất nhiều loại rau quế, rau rau thơm, ngò gai. Tí nữa mình sẽ qua bên kia mình hái thêm một ít lá hẹ nữa các bạn. Mình cũng nói thêm về loại rau má này các bạn nhé. Rau này thì nhiều người cũng không ăn được. Nó không phải như loại rau má ta đâu các bạn nha. Nhiều người họ đem về họ trồng theo cái kiểu như phong thủy ở trong nhà các bạn. Mình thì không biết có phải không mà họ thấy họ trồng ở đây trong bàn làm việc rồi trong phòng của họ. Đây các bạn, đây là cái cọng rau má ta các bạn, nó răng cưa xung quanh lá. Còn cái loại này thì nó lại tròn và láng mặt các bạn, mặt của nó rất là láng, màu xanh nó đậm hơn các bạn. Nó muốn gì? Nó muốn bào. Mua cua về đóng đi mà mệt, không thấy cua đâu hết. Trong này quá trời nè, lên như rừng. Em ăn được, ăn như rau má mình á. Kỳ vậy. Nó không có đắng. Hồi bữa em nhổ mới về cho bà ngoại chồng cái là dục nó mất tiêu, nó chết lắm. Nhưng mà cái này là như nấu lên nó nghe mùi mùi cắm lợn hay sao á. Nó hôi. Đấy, mình nãy giờ cũng được một rổ các bạn nha. Bây giờ hái thêm cái lá hẹ các bạn. Đây, bên này là rau quế các bạn. Hái vài đọt, tí nữa mình về mình trộn gỏi cho nó thơm các bạn nha. Rồi giờ này được một rổ đầy ắp các bạn. Bây giờ chúng ta đi về chuẩn bị trộn gỏi nha các bạn. Bước đầu tiên bây giờ mình sẽ bắt một nồi nước lên để mình luộc được da heo các bạn. Tiếp đó là mình sẽ bắt một cái nồi phía bên bếp bên kia mình đang đậu phộng. Phộng này trước khi rang mình cũng đổ một ít nước muối hột vào bạn nha, vào cho nó lại bị cháy. Bây giờ nước đã sôi mình thả
thả dây heo vào mình luộc nha các bạn. Rau sau khi rửa và cắt khúc ra mình để vào rổ cho nó ráo nước nha các bạn. Tiếp đó là mình sẽ phi hành tím lên để tí nữa mình rắc lên kem cho nó ngon các bạn. Sau khi luộc da heo xong mình sẽ để nguội và bắt đầu thái mỏng các bạn nha. Và trong món này không thể thiếu món nước mắm chua ngọt các bạn nhé. Tiếp đó là hành phi, lạc rang, phồng rang các bạn. Và da heo. Sau khi bắt chanh, đường, tí bột ngọt. Bây giờ mình sẽ cho 2 thìa nước mắm, thìa cơm các bạn. Và khuấy đều lên. Ok, mọi thứ bây giờ đã sẵn sàng. Mình bắt đầu tiến hành trộn gỏi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 2 thìa nước mắm vô trước. Trộn thêm một lần nữa đây. Và tiếp đó mình sẽ bỏ da heo đã thái sẵn vào các bạn và bắt đầu trộn đều và tiếp tục cho thêm nước mắm vào. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và rắc lạc rang và phồng rang lên và hành phi lên các bạn. Như vậy món rau trộn chúng ta đã hoàn thành nha các bạn. Trong mùa hè này thì sử dụng loại rau trộn như thế này thì rất là tốt cho sức khỏe và thanh nhiệt. Mời các bạn dùng cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.